Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng 11 tháng 10, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai cháu bé tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 10, ngôi nhà trên đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bốc cháy. Nhận tin báo, Công an phường Tam Thuận và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Khê triển khai lực lượng đến hiện trường. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người ra ngoài và phát hiện hai nạn nhân mắc kẹt trên tầng 3 đã tử vong. Hai nạn nhân tử vong này là trẻ em, một em sinh năm 2009 và một em sinh năm 2011. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến vụ cháy xảy ra rạng sáng ngày 25 tháng 9 tại địa bàn thành phố Thủ Đức, qua khám nghiệm hiện trường, lời khai những người liên quan, công an đã xác định nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong nhà cháy lúc rạng sáng. Cụ thể, Công an thành phố Thủ Đức hiện đang phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh xảy ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 9. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, người thiệt mạng là bà C, tên viết tắt 61 tuổi, là người giúp việc của chủ nhà. Nguyên nhân bước đầu được công an xác định là do bà C tự thiêu rồi gây ra hỏa hoạn. Một nguồn tin cho biết, bà C đã làm giúp việc cho chủ nhà khoảng 15 năm nay, có thể do bà C nghe tin chủ nhà sắp cho bà thôi việc nên mới đốt nhà. Trước đó, vào hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn nhà 4 tầng ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức đã điều 8 xe cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai lực lượng phương tiện dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bà C tại tầng trệt, riêng hai vợ chồng chủ nhà đã cùng con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn. Sáng ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào hơn 2 giờ sáng cùng ngày, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Thủ Đức đã điều 8 xe cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nạn nhân nữ tại tầng trệt. Qua xác minh của công an, người tử vong là bà C, tên viết tắt 61 tuổi, là người giúp việc của chủ nhà. Lực lượng chức năng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, hai vợ chồng chủ nhà và con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc rất có thể do nạn nhân tẩm xăng tự thiêu. Tại hiện trường, diện tích căn nhà bị cháy khoảng 50m². Mới đây, nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào đêm 12 tháng 9 đã được phía Công an Hà Nội kết luận là do chập điện xe máy. Kết luận giám định nêu, nguyên nhân cháy chung cư mini khiến 56 người không qua khỏi là do chập mạch bên trong đường dây điện dẫn vào ắc quy của một xe máy tay ga sử dụng xăng. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 9, một tuần sau hỏa hoạn tại chung cư mini 10 tầng ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thông báo nguyên nhân gây cháy do chập mạch điện, đường dây dẫn vào bình ắc quy nằm ở phần đầu của một chiếc xe máy tay ga. Được biết, vào đêm 12 tháng 9, khi vụ cháy chung cư mini xảy ra, các loại xe lên đến hàng trăm chiếc của cư dân sinh sống tại chung cư được để ở khu vực giáp tường phía nam tầng 1 của chung cư mini. Theo kết quả giám định, từ chiếc xe tay ga, lửa lan vào khu vực cắp điện và các hộp công tơ điện lắp trên tường tầng 1. Sau hỏa hoạn, 4 bình chữa cháy được mang đi giám định, kết quả 3 bình chưa sử dụng. Bảo vệ chung cư mini, ông Ngô Phó Điền kể, nghe một tiếng nổ kèm mùi khét lẹt xộc vào mũi, sau đó lửa bùng lên ở bảng điện. Ông vơ bình chữa cháy xịt thẳng vào bảng điện, nơi tia lửa bắn ra rực góc nhà, văng tung tóe vào loạt xe máy dựng bên cạnh. Ông Điền nói thêm, ông càng xịt, lửa càng to rồi bén sang xe máy. Sau tiếng nổ đầu tiên, điện tòa nhà tắt bụp, tối om. Ông cùng vợ hô hoán có cháy để đánh động cư dân. Ngọn lửa bùng lên trong vòng 2 tiếng tại chung cư mini đã cướp đi sinh mạng của 56 người, làm bị thương 37 người. Theo giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3 năm 2015, công trình này vốn chỉ được phép xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 167m², mật độ 70%, tổng chiều cao công trình 20,2m. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng, diện tích xây dựng 230m², chia thành 45 căn hộ để bán. Vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự được khởi tố cùng ngày 13 tháng 9.
chủ chung cư mini là Nghiêm Quang Minh bị tạm giam 4 tháng. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 20 tháng 9 đã phối hợp với Công an huyện Krông Bắc đang nỗ lực dập tắt vụ cháy xảy ra tại một quán karaoke ở thị trấn Phước An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, quán karaoke Lâm Hiền 2, thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực tầng dưới và lối đi chính của quán. Vụ cháy kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu phố. Theo người dân địa phương, phát hiện có cháy, một số người trong tòa nhà đã hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhận tin báo cháy, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an huyện Krông Bắc và nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 11 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế và không ghi nhận trường hợp người bị mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, bên trong quán karaoke lượng khói đen vẫn bao trùm cả tòa nhà. Để tiếp cận hiện trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải mang bình dưỡng khí, đồng thời cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy. Được biết, cơ sở này có 2 tầng, tầng 1 là các phòng hát karaoke và tầng 2 phục vụ bia, cà phê. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Vào hồi 9 giờ 25 phút sáng nay, 16 tháng 9, một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng tại số 28 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội. Đây là ngôi nhà mặt phố, đang được hoàn thiện với quy mô cao 7 tầng, không kể tầng lửng và tâm. Ngôi nhà chưa có người ở và đang treo biển cho thuê nhà. Theo người dân chứng kiến vụ việc, thì nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do công nhân sửa nhà, có sử dụng các loại máy cưa, tia lửa bắn vào xốp và bắt lửa. Lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân Hà Nội cho biết, vào thời gian trên, tầng tâm của căn nhà 6 tầng bất ngờ bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, đây là một căn nhà đang sửa chữa và đi vào hoàn thiện, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cũng trong sáng 16 tháng 9, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Quốc Oai Hà Nội cho biết, khoảng 21 giờ 18 ngày 15 tháng 9, tại trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai ở số 84 đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai xảy ra cháy. Sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Quốc Oai đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 21 giờ 40, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích đám cháy khoảng 9 mét vuông. Đồ vật cháy chủ yếu là vật tư, hàng hóa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!